Mình sẽ cắt những cái nếp nhỏ như thế này nhé.
thì đây màu trắng, màu kia màu trắng, màu vàng, màu vàng, màu vàng đây, màu màu chỉ trắng mía, màu nâu, màu gì đây?
Thank you.
Mình sẽ làm tầm 6 bông hoa nữa. Khi mà mình đính hoa rồi thì mình sẽ